Em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được một con phan bàn 6 tấc của Toshiba nha anh em. Phan bàn này là có Eto được theo máy luôn ha. Ngoại hình của máy nha anh em. Đó, còn khá là đẹp luôn ha, đẹp chín mấy phần trăm luôn nha. Đây, đó, màu xanh Toshiba ha. Bây giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. DPE-13B nha anh em, điện là điện 100V ha. Con này công suất là 330 ha. Dòng tua là 2.700 đến 3.200 dòng trên phút nha anh em. Đó, máy thì cao 6 tấc ha. Đó, 60 xăng ha. Mũi thì mũi 13 ly nha anh em. Đó, máy là có kèm Eto cho anh em mình luôn nha. Eto này zin theo máy ha, nó về theo máy luôn nha anh em. Đó, ngoại hình máy khá là đẹp luôn ha. Đó. Bây giờ em test máy cho anh em mình xem ha. Ok nha anh em. Đó, khoan là được 5 phân ha. Đó, từ trên đây xuống ha. Thì máy là zin nguyên bản hết nha anh em. Thì anh em quan tâm con máy này thì Zalo em là 0903693178 nha. Em sẽ gửi chi tiết máy cho anh em mình xem cụ thể ha. Còn con máy này em bán với giá là 3.3 triệu nha anh em, bao gồm Eto ha. 3.3 triệu là cái giá là em đã bao phí vận chuyển luôn nha anh em. Đó, mà ship là có cọc nha anh em. Cọc thì em bao ship cho anh em mình ha, với giá 3.3 triệu nha. Đó, bao ship. Thì anh em quan tâm con khoan bàn này liên hệ em nha. Cảm ơn em.